Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp toàn thể tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 và các nội dung trình kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8. Đồng chí Hà Sĩ Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025. Các đại biểu đồng tình cao với dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là việc cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, ban hành các nghị quyết để xử lý kịp thời các vấn đề thực tiễn đang đặt ra và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các ngành và lĩnh vực. Đồng thời phân công trách nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định. Nhờ vậy, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2024 đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính tăng 5,17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.427 tỷ đồng, đạt 87,9% dự toán địa phương, tăng 26,8% cùng kỳ năm trước. Khu vực nông nghiệp là điểm sáng và tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó khăn. Năng suất sản lượng các loại cây trồng đều tăng mạnh so với năm trước. Các chương trình trọng tâm và dự án động lực đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương và tạo được sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn những hạn chế nhất định. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thấp hơn so với kế hoạch và mức tăng trưởng cùng kỳ của năm 2023. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt thấp. Các đại biểu cho rằng, dự báo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm tiếp tục có nhiều khó khăn. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 6,5% của năm 2024 là một thách thức lớn, cần tạo được động lực tăng trưởng mới, sự nỗ lực, quyết tâm và chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đông ghi nhận nỗ lực của các sở ban ngành địa phương trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời chỉ ra những khó khăn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới nhằm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong những tháng còn lại của năm 2024, đặc biệt là các chỉ số về tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, sản xuất công nghiệp, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu các sở ban ngành địa phương ra soát tình hình và kết quả thực hiện các kết luận của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu của năm 2024 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, tạo đà cho giai đoạn 2025-2030. Và đối với cái kế hoạch cụ thể của năm 2025, thì trên cái cơ sở đánh giá cái điều kiện thực tiễn và dự báo cái tình hình, tính toán các cái yếu tố đầu vào của năm có cái tính chất quyết định đối với cả cái nhiệm kỳ 2025 đến 2030, Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với sở ngành địa phương tính toán đề xuất cái hệ thống các cái mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2025 một cách cụ thể, hoàn thành cái kế hoạch, đặc biệt là cái nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 17 và cái kế hoạch của cái đà tạo đà cho cái kế hoạch của 5 năm đối với cái khu vực công nghiệp xây dựng, thì chúng ta phải phấn đấu để tăng tối thiểu là 9,5%. Riêng về cái phần ngân sách năm nay chúng ta rất là khó khăn, phát sinh những cái chi thường xuyên ngoài kế hoạch, mà thu thì không tăng được như bao nhiêu, đất đai thì rất là khó khăn do bởi cái luật đất đai, hai cái luật đất đai chuyển giao. Rồi chúng ta cũng sẽ có những cái giải pháp tiết kiệm là chi để mà tăng cái thu để mà bù lại. Đối với cái giải ngân vốn đầu tư công, ban quản lý dự án cam kết giải ngân 100%, không có cái vấn đề gì. Ban quản lý dự án ra soát lại và đôn đốc đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các huyện, các chủ quản các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị các ông chí là phải là khẩn trương đẩy nhanh cái giải ngân vốn đầu tư công. Nếu có những cái khó khăn vướng mắc thì phản ánh về cơ quan thường trực chủ quản của ba cái chương trình để chúng ta tháo gỡ cho nó kịp thời. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhận mình,
Sau chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tháng 10 vừa qua, tỉnh Quảng Trị nhận được sự quan tâm rất lớn của Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Điều đó đã được thể hiện qua các văn bản thông báo kết luận về chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là nguồn lực rất lớn, là cơ chế ưu tiên đặc biệt mà Trung ương dành cho Quảng Trị. Do đó, các sở ngành địa phương cần chuẩn bị thật tốt để hiện thực hóa những nội dung đã ban hành trong các văn bản thông báo kết luận. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, bảo đảm chất lượng, tiến độ và quy định pháp luật để phiên họp thảo luận thống nhất trình kỳ họp thứ 28 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, 32 nội dung, gồm 14 báo cáo theo luật định và 18 dự thảo nghị quyết.